tới mình cũng thấy nó đang đổ thêm xăng hết ha. Nó bán nhiều quá. Wow, lại đổ thêm xăng vô. Thôi dẹp đi nhá. Phía trong còn. Thôi dẹp đi. Quá trời. Tới đổ xăng ở đây là tỷ nó rẻ. Ở ngoài kia là 479 thì ở đây 579 thì trong này khoảng 499. Đó ha. Mình đi xăm lốp nha. Đây là chợ bán đồ sỉ của Mỹ á. Có pumpkin pie à kìa. Quá trời bánh kẹo cho Halloween á. Anh, nó tên này nè anh. Four Moon. Lạ ha. Hoa cúc phải không? Một cái bông nó khác nè. Ừ. Hoa cúc là nói là trong cái dòng hoa cúc. Chơi đồ cho Christmas có luôn rồi này nha. Đồ cho Halloween với đồ cho Christmas. Thì xong Halloween là tới Christmas rồi còn gì nữa. Hiện giờ nó bán từ giờ tới đó, xong rồi giờ tới gần ngày đó thì nó sẽ sale xuống. Giống như giờ nè, mới đây là giảm hết mấy chục rồi nè, giảm hết 10 đồng rồi nè. Đó, còn tháng nữa là giảm nè, bắt đầu bán đồ đồ chơi cho Giáng sinh rồi nè. Đó, quá trời luôn hôm nay là. Quá trời đồ chơi luôn, mình thấy không? Đứng nít nào vô mà không mê. Quá trời dễ thương không? Trời. Nãy để thêm con này vô nữa được không? Cái này là quần áo đây. Cái này là đồ ăn chó, nước rửa chén. Đây là quần áo. Anh xét là con trai con gái gì mặc cũng được hết phải không? Ừ. Là áo quần nó vậy lắm. Nhưng mà mới coi là tại vì medium của đàn ông là lót của đàn bà, hiểu chưa? Cho nên nếu cái này mà nếu mà anh mặc medium, anh mua medium để anh mặc được. Dạ. Nhưng mà nếu mà mua mà lót của anh là em là mặc lót. 300 mấy cái lò nướng, 350. Có mua thêm cái air fryer để đủ rồi. Air fryer là xài tốt nhất rồi. Nhà còn cái đây cái trong trong tủ lạnh đó nha. 5 đồng rưỡi. Cái này là trái trà lạ. Hộp này là hộp 2 pound. Nè. 8 đồng. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Ờ, lấy thêm khoai tây không anh? Bữa mới mua 4 củ rồi.
Khoai tây vàng hay khoai tây đỏ? Khoai tây trắng. Khoai tây trắng cũng bự. Khoai tây trắng là packing 15 pound lận. Cái này là của chiên hoặc là của McDonald's, nó là khoai tây thành. Mua cái này đi. Trắng hoặc đỏ. Đỏ để nấu súp hay sao? Đó cũng giống nhau rồi. Dạ hả? Ở nhà còn 4 củ chưa ăn á, 4 củ bự. 4 củ đó là cắt chưa? Chưa cắt. Chưa cắt. Thôi đây, bừng sao đi mua. Vậy này có không? Mua nho nữa không? Mua nho nữa không? Mùa này mua trái cây bắt đầu nó lạc rồi. Bên này có bán bánh mì. Thế bữa nay là nhiều người già quá, chứ không có cả đẹp. Ha, em đang quay phim không có nói bậy nữa nha. Có thiệt mà. Muốn ngắm gái thì phải đi vô quán cà phê. Nó có cho tôi đi đâu mà tôi vô. Đi mình đi. Cái này là quầy đồ ăn làm sẵn nè. Chi. Món này món gì vậy ta? Gà nướng của Ý. Có lấy thêm có son không, ở nhà còn 4 cái chắc không cần nữa ha. Không lấy không? Ăn chứ sao mà ăn. Bữa nướng lên đó. Là gà roti nè. Đây là trái cây cắt sẵn nè. 4 đồng 4 cũng làm sẵn về tiện quá anh ha. Đó là 4 đồng 4 một pao. Thịt cò hình như còn còn một hay hai một phần hay hai phần nữa. Để coi coi. Hết thịt bò loại hàng hay ăn rồi. Chưa có thịt bò ra. Thôi ở nhà cũng còn. Còn trong con đá. Này là 8 đồng 98 một thao. 8 đồng 98 một thao. Bên này là heo xay. Thịt bò xay làm hamburger. Bên này cũng có thịt bò xay nè. Bánh mì còn. Bánh mì đâu nữa, vậy bagel còn. Giờ chỉ vô lấy sữa trứng. Lạnh quá. Là 9 đồng 98. Trứng chứ quên, 9 đồng 98. Còn sữa ở đây là 3 đồng 58. Còn gà cho ăn thử đồ ăn nè. Hai chị.
Rồi. Lại gặp chị. Này là cá hồi hả chị ha? Cảm ơn. Nó nói cái gì? Sam nó không biết tiếng Việt mình nói sao nữa. Cá hồi. Cá hồi chị. Cá hồi hả? Dạ. Rồi, cảm ơn chị nha. Okay, cái này ướp với cái gia vị này là cái này là ướp với gia vị trái quýt. Được không? Để em ăn thử. Ăn cũng được ha. Bên này cho ăn cái gì nữa nè. Vô ăn lấy chip kìa. Beef sausage với lại avocado khóc. Ở đây có tamale. Fresa sauce. Chi mẻ. Cho ăn làm sausage. Mới qua bên kia chị giá có gì có chuyện nhỉ. Bacon. Hai chị. Cái loại này có mua ở nhà rồi. Ừ, không phải, cái loại này khác à. Cái này chị có bỏ gì nè, microwave 3 phút rưỡi, 3 phút 3 phút rưỡi muốn bị cỡ nào. Ở đó. Còn nếu mà chị mua ở bên, chị mua cái ở bên ngoài á, chị cứ việc là giống như là chị wrap cái paper towel của mình gì. Dạ. Cover nó xong chị thăm microwave 1 phút rưỡi một cái. Cái loại này khác, cái loại kia trước em ăn thử mua thôi. Mua mấy đồ anh Tẩn cùng loại với khác. Cái này ro chị. Cái kia là cút rồi, cái này ro rồi em không la cái này. Yeah. Bữa em mua lại loại cút sẵn rồi, nấu sẵn rồi mình về mình cái này nấu sẵn, cái này là ro. Dạ, cái bữa em mua là loại nấu sẵn, hôm bữa em cũng mua một phần á. If you want more cái gì, you do more. Ăn cũng ok. Cái gì ạ? Bacon. Bỏ hết vô đi. Bacon à? Cái này bỏ microwave chứ mình không có cần phải mua sao. Không, cái loại này khác. Cái loại bữa mình nào mua là nó cút sẵn rồi. Mười hộp đó là $17. Hộp đó $17. Lấy dầu ăn với đường. Quần áo. Vô đây thì thiên đường ăn vặt. Em muốn mua cái gì Godzilla.
Để coi cái loại này hay cái loại kia, loại còn loại nào nữa không? Còn hết rồi, bữa ăn hết rồi. Còn da ua nữa. Còn da ua. Để trộn chung với da ua ăn á. Để vô đây coi còn cái nào không? Chỉ có ở ngoài thôi. Đây có cinnamon bacon. Honey almond. Còn này là lon, mấy cái đồ gia vị, đồ lon. Đường, đường với dầu ăn. Thùng 35, 40 đô. Dầu bắp. Lấy bịch đường. Giờ Diễm lên giá ha. Đó ha. Đường giờ cũng lên giá luôn à. À, cái gâm mì be cho đi lưu tư cho tụi nhỏ. Tụi nó ăn hết rồi. Đây có cho thử gì nè. Đây có cho ăn thử cái gì kìa. Uống nước. À, ô liu. À, không chơi đâu. Ô liu không chơi đâu. Vô lấy cái hộp cho mì be ra. Fiber. Bên kia. Ở lại bên kia. Gộm lên nè. Thank you. That's kind of cool. Thank you. And that's cool. Nine Christmas. Bữa nhặt có duyên rồi ha. Không cần mua ở đó đâu. Vitamin D, power C. Bữa sao không thấy của tụi nhỏ ta? Dẹp mất tiêu rồi. Hết rồi. Mà bữa nằm đâu đây à? Này tạm có audit không à? Người lớn không à? Men. Vậy là hết rồi. Nè, chia theo tính tiền đi. Một phần rồi. Uh-huh.
Thôi đi ra. Nè anh cái máy đo nè anh. 57 đô. Như nó có tới 7 cái đo tới 7 ký luôn. Nó nhiều chức năng hơn của mình. Bữa khác mua gummy bear vậy. Hết rồi. Bữa khác thì tuần sau hay tuần tới thì kiếm gummy bear. Hết rồi. Này không có hàng. Bây giờ đi qua ăn pizza. Ăn pizza ăn hot dog. Mua hai phần có 2 ly nước đó nha. Dạ. Không có, gọi là nói với chặt tiền nguyên là mua cái em cái đi kiếm rau bàn ha. Ở nào? Ờ, em đi kiếm bàn, có bàn nè. Lấy cái vô rồi. Trước khi đi mình đã lấy đi nước luôn đó. Làm đi thôi. Và nhiều rồi, tới 7 đồng mấy rồi. The Lux Combo là 2 đồng rưỡi 5 đô. Vanilla Cup là 1 đồng. Cái này 1 đồng nè. Cái này 1 đồng nè. Cái này 1 đồng cái nè. Đồng cái ly này. Cái này là 2 đồng 25. Ăn cái để về. Good day. Yeah, go home.